Thưa quý vị, tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2030 là dưới 30%. Các chỉ tiêu này được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề ra nhằm triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Long An đến năm 2030. Tại trường Cao đẳng Long An, trong quá trình đào tạo, nhà trường rất quan tâm bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên, kể cả đối với những nghề không thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và chủ trương của tỉnh về chuyển đổi số. Công nghệ thông tin nó gần như các ngành nghề, mọi hoạt động đều có liên quan đến nó. Như ngành nghề của em thì là kế toán, em không có, nhưng mà ngành công nghệ thông tin thì vẫn rất cần thiết để nó giúp em có thể ra trường để xin việc một cách dễ dàng hơn. Công nghệ thông tin cần ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống hiện tại. Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động của tỉnh Long An đến năm 2030, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể là tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo việc làm tốt hơn cho người lao động, giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc là không được đào tạo, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đầu tư phát triển giao dịch việc làm. Hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin. Riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin thì trường hiện nay đào tạo hai cái nghề chuyên môn về công nghệ thông tin, đó là thứ nhất là nghề công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm và nghề quản trị mạng máy tính. Thì em nào mà thích học về phần mềm thì có thể tham gia học công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm. Em nào mà thích học về phần cứng, quản trị hệ thống mạng máy tính rồi thì các em có thể học cái nghề là quản trị mạng máy tính. Thì hai cái nghề này là phục vụ rất là tốt cho cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước cũng như là các doanh nghiệp, và đặc biệt là phục vụ tốt cho cái kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh nhà. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nổi bật là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35% vào năm 2025 và đạt 40% vào năm 2030. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 2%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 6,5%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% vào năm 2030. Ngoài ra, dự kiến từ năm 2026, Long An sẽ đưa cơ sở dữ liệu của tỉnh về lao động vào quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa.